Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều ngày 23 tháng 6 năm 2023. Có một số tin tức như sau các bạn. Trước hết thì chúng ta cũng phải nói đến cái chỗ mà cái cầu mà Cờ Rum đấy các bạn. Cái cành nào nói là đánh cầu Cờ Rum lần thứ hai là tôi thấy hơi buồn cười. Nó đây là cầu Trong Ga các bạn nhá. Trong Ga đây là cái cầu này. Ở sáng là tôi nói cầu này chứ còn là ai đấy nói là cầu Cờ Rum là cầu Cờ Rum là cầu cát đấy, còn cái cầu này nó đi bắc qua Cờ Rum chứ không phải cầu Cờ Rum. Có một cái kênh nói nhưng thôi tôi cũng chả đề cập đâu bây giờ, nhưng mà phải nói cho nó chính xác chứ còn đây cái cầu này đấy các bạn này, là cái cầu này thì hôm qua là bị đánh mà nó lủng mất cái lỗ đấy, thì thực tế này nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu đấy. Có thể nói nhưng mà tôi tí nữa tôi ra cái bản đồ kia là tôi nói cái này cho các bạn sau đây. Thì bây giờ chúng ta điểm tin một số cái tin nữa đã. Thì cái chỗ mà chỗ Sivet này các bạn này, Sivet này hiện nay là Nga đang đánh rất mạnh nha, mà tôi nói là các cái hệ thống mà cái lực lượng của Nga ở đây có thể rất là đông, các cái lữ đoàn của xe tăng và tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 nữa, với lại các cái lữ đoàn dù đó, tức là hàng không đấy, của Suprovkin đấy, cái ông đấy là ông từ cái nghề này ông ra đây, mấy cái chỗ này là ông rảnh lắm. Thì hiện nay đang tấn công rất mạnh ở đây đấy, và chỗ này chỗ Svatova này, đây chúng ta nhìn cái này cho rõ này, cái chỗ này hồi sáng là chúng ta nói đây là cái Kurian này à, bây giờ tôi làm cái này cho các bạn nhìn cho nó dễ này, đấy thấy chưa, đẹp chưa, Kurian này, còn chữ này là Liman này, chứ bây giờ tôi vẽ vòng vòng nó không có đẹp, bây giờ vẽ này cho các bạn thấy là đẹp này. Đây là Liman này đấy, còn đây là Svatova này. Đấy, thấy chưa, đẹp chưa, đây còn đây là Slovian này, đấy, đây là Kramatorsk này, đấy, đây là Sivet này, đấy, chúng ta nhìn cho nó hoành tráng, thấy chưa, trông các bạn chuyên nghiệp chưa. Rồi thì đây là cái trục này mà chúng ta hay nói, đây là cái trục mà từ Kurian mà đi xuống tới Liman, đấy là cái trục này, và chúng ta thấy là đây là cái con sông nó đậm đậm này, đó, sông đậm đậm và là cái núi dạng núi mà tôi hay nói, còn cái chỗ này là cái chỗ mà đậm đậm đây là cái gọi là khu rừng tội phạm, chúng ta biết cả rồi, Serebryansk đấy. Thì ngày hôm nay, trưa nay, sáng nay đến trưa nay, tức là cách đây mấy tiếng thì người ta đánh nhau tại cái khu vực này, Kremlina, là quân Nga đánh rất mạnh. Chúng ta thấy là cái súng màu đỏ đây, có nghĩa là quân Nga. Và thứ hai nữa là cái chỗ Svatova, cái chỗ này mà hồi sáng chúng ta nói là có, nếu mà trong trường hợp mà đánh được xuống cái mũi Kuryansk này, xong xuống Peter Pavlovsk đấy và Sinkovka đấy, thì sẽ đánh xuống đây, thì khi mà đi xuống con đường này mà để vận động đi xuống phía dưới Kremlin này, xuống chỗ Liman này, thì nó sẽ gặp một cái lữ đoàn rất là mạnh của Nga, của Ukraine, là chúng ta biết rồi, đấy là cái lữ đoàn, đấy là lữ đoàn tăng thiết giáp đấy, thì có thể nói là sẽ rất quá qua đấy. Nhưng mà hiện nay thì có vẻ như cái mặt trận này đang được Nga tấn công đấy các bạn, bởi vì là chứ không có chờ, bây giờ nó chờ nó không phản công thì làm cái gì, nó cứ chờ theo cái ý của bên ấy thì nó cũng không được, cho nên có lẽ là sẽ chủ động tấn công, còn ở cái mức độ nào, tình hình của đối phương ra làm sao, nếu được thì đạp luôn cái bên này Luhan, mà đạp ra là nó thuộc về khu vực Kharkov rồi các bạn nhé, còn chỉ có từ cái chỗ mà Liman này đạp ra thì nó mới là thuộc về cái đồ nhé, đấy, nó thuộc về đồ nhé, thì chúng ta phải như thế, thì chúng ta để cho chúng ta nhìn cho nó tương, cho nó cái lực lượng mà để người ta đánh là người ta đánh mục đích cái gì, trước hết anh phải lấy cho bằng được cái đồ nhát cái đã, cái Luhan thì đã lấy coi như gần 100%, thậm chí còn lấy lấn sang bên Belarus rồi đấy. À bên Kharkov rồi, đây đó là đây cái ông đây là Kharkov rồi này, nó thuộc về Kharkov rồi đấy, còn bên này ông Luhan này là Kharkov bên này, nhưng mà cái này đã lấn sang tí rồi, nhưng mà trong khi đó thì cái ông đồ nhát này thì coi như là vẫn còn một mớ, coi như là chưa làm được đấy, thì điều đấy thì chúng ta lại làm tí cho nó rõ, nó không chính xác lắm, tôi nôm na như thế này, thì đấy cũng Liman này đấy là nó ông thuộc ở đây ông đồ nhát mà bên Ukraine kiểm soát, bên này là đồ nhát của cái ông Nga kiểm soát, còn đây là nó là Severodonetsk, tức là Bắc đồ nhát, đây là Bắc đồ nhát rồi, còn trên này là Luhan, nó ăn bo vào này các bạn nhé. Hiện nay đang tấn công hai cái khu vực này thì có hay không là có liên hệ hay không ở cái chỗ trên này ngoánh rất hăng và có vẻ là như là đang chuẩn bị bỏ túi Kurian rồi,
ở chỗ này Granilla có cái mũi mà chúng ta nó giống như Đại Bàng thì ra Liman cũng rất là gần. Tôi được view đồng hồ cái bản đồ này là các bạn nhìn nó rõ. Và bây giờ có hay chăng là từ Svatove này đánh thẳng ra ngoài này. Nếu mà như vậy rồi thì cái khu vực này là lượng 30 giây. Mà khi mà đã lượng lực lượng này chia cắt được các lực lượng này rồi thì chúng ta biết là các cái ở đây cũng có 5 cái lực đoàn này. Hôm qua chúng ta gọi là nắm nấm thép ở đây với dưới Zaporizhia một nhóm nữa. Thì cái khu vực này thì Nga thì rất mạnh thì có thể đánh được. Và trên này cũng đánh được thì có thể lượm luôn cái này. Thì từ đó chia cắt toàn bộ các lực lượng của các lữ đoàn mà tăng thiết giáp với lại bộ binh. Thì coi như lấy cái sổ đoàn Sovia này với lại cái Kramatorsk này rất đơn giản. Còn cái khu ngoài này thì không quan trọng nữa các bạn nhé. Chỉ có hai thành phố này thôi. Bây giờ nó được gọi là một cái hệ thống phòng thủ ở đây rất là hoành tráng. Nên cho nên là không phải mà dễ ăn được người ta đâu. Đấy, nhưng mà đây là một cái tin có thể nói là tôi thấy cho là mới này. Thì chúng ta cũng xem lại cái chỗ đấy. Cái thứ hai nữa là coi như là Mariupol đây thì có thể nói là bị đánh, bị bắn phá ở đây hơi bị nhiều, chắc là Shadow thôi của bên của ông của máy bay, tức là tên lửa hành trình của Anh đấy thì bắn vào khu vực này là rất là nhiều. Ngoài ra thì Nga thì cũng bắn sang Kherson, rồi bắn nổ ở Kherson cũng rất là nhiều, rồi chuyển ra Zaporizhia và chỗ Khmelnytsky. Khmelnytsky thì chúng ta, các bạn còn nhớ nó cái khu vực này đó là cái chỗ này là các bạn nhớ không? Cái chỗ này là coi như là một đống Shadow nằm đây với lại mấy cái máy bay đấy các bạn. Đấy, mấy cái máy bay nó gần cái chỗ này này, nó phía trên này này. Tepripol này, cái trước đây còn cái chỗ này là Thermopil, tức là hai cái thành phố này là đều là đã trước đây bị đánh thì hầu hết là đánh máy bay và một cái chỗ mà sửa chữa xe tăng đó. Đấy thì cái hôm qua lại đánh tiếp vào cái chỗ này. Như thế có nghĩa rằng là Nga bây giờ nói thật là đau đầu với cái Shadow lắm. Cái HIMARS thì nói thế chứ nó cũng đất đối đất mà nó tầm xa nó cũng không phải là nhiều. Nhưng Shadow này là nó cứ từ xa là nó câu vào rất là mệt mỏi. Cho nên là bây giờ hiện nay là coi như cái chỗ mà cái cầu này này, cái cầu chỗ này này, trong ca này này là bây giờ nó cứ từ bên này nó câu vào. Hôm qua tôi đo rồi này, các bạn biết là toàn 200 cây số, 200 hoặc 250 cây thì nó bắn là coi như là chính xác, còn 300 cây nó vẫn bắn được nhưng mà nó độ chính xác nó không cao. Nhưng mà khi mà bắn vào cái chỗ trong ga đấy thì chúng ta thấy là nó là khoảng mấy trăm ký, nhưng mà là khi mà nó xuống nó chỉ là nó không có tan nát cái cầu này, có thể nói là chống bom cỡ lớn luôn đi các bạn nhá, chứ không phải là cái loại tên lửa này đâu, chống bom luôn đấy. Bom mà chưa chắc là ăn thua rồi, cho nên chúng ta nhìn thấy nó cái bề dày của nó như vậy thì không phải dễ gì mà coi như phá được cầu này đâu. Đấy là chúng ta chưa nói là cái cầu này là nó còn có hai cái cầu nữa các bạn nhé. Đấy, thì có thể nói là và hiện nay Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng Mỹ đấy, thì đã đồng ý cho cung cấp cái loại bom chùm cho Ukraine. Tức là bom chùm là cái loại này là bên Liên Hợp Quốc nó cấm rồi các bạn nhé. Thế như thế là ông đồng ý hai cái vấn đề, một là tiếp tục là chuyển cái đạn uranium qua, và cái thứ hai là cái bom chùm. Còn ông kia thì ông làm trước cái uranium thì là coi như là bay hết rồi, và coi như bay cái phóng xạ là bay qua bên các nước châu Âu rồi. Đấy, thì chúng ta đã biết là cái đây từ trước đây rồi. Thì hôm rồi thì là Zelensky đã họp báo với G7 với G20. G7 thì chúng ta biết rồi, G20 thì có khi là nhiều nước mà các bạn không để ý là cũng có nhớ hết đâu. Nên nó cũng có Indonesia rồi, Ả Rập Xê Út rồi, Thổ Nhĩ Kỳ rồi, Nam Phi rồi, nói chung G20 thì nó nhiều hơn. Tức là nó gồm cái G7 cộng với lại 5 nước BRICS là 12 cộng một số nước lớn nữa, ví dụ như Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ đó, Indo rồi đấy, thì cộng vào là 20 nước. Thì ông họp báo với đại diện của 20 nước đó và với 7 nước kia thì nó cộng vào thì cũng là trong 20 nước nó có 7 nước rồi, tức là đại khái là 20 nước rồi. Thì công bố là hiện nay là ông Nga là có khả năng là ông sẽ phá cái nhà máy điện hạt nhân này. Đấy, cho nên tôi thấy đây là một nguy cơ. Có thể nói là cái nguy cơ đây là chính Ukraine chuẩn bị đánh nữa đây. Không ngán nó đánh đập KFK thế rồi, thì bây giờ nó sẵn sàng đánh cái này rồi đủ thừa. Cho nên bây giờ mà họp báo để công bố thế này cho thế giới là ui tôi sợ quá, Nga bây giờ nó chuẩn bị đánh cái này hãi hùng quá. Đấy, cho nên là cái này là tôi nghĩ là sắp đánh rồi. Tại vì cái chỗ này là bây giờ đi qua băng lại thì thoải mái rồi các bạn này. Rồi cái ông Moldova đây, cái ông này mà coi như đang xin vào EU cùng với Ukraine với lại ông Georgia chỗ Kaka đấy. Thì ông này hôm qua mới triệu tập cái đại sứ của Nga lại
bảo có cái gì không, bảo là có cái chi đó, bảo là cái lính Nga nó chỗ Kherson này nó dọa nó sẽ bắn vào Moldova, thì nó dọa mà nó hù mà sợ thì làm gì mà phải đi triệu tập gớm. Cho nên là cái bà này là bây giờ kiểu nó đang gây căng thẳng đấy các bạn. Bây giờ hôm trước mà Zelensky đi với bà Sanders là bà thuộc tổng thống này là đã thầm thà thầm thụt là coi như nói là coi như là để cho Ukraine bọc vào trong Moldova này là đánh, coi như đánh thằng Nga, là coi như là đánh bọc bọc hậu thằng Nga. Đấy, bên này thì đánh vào đây là cái chỗ khu Transnistria này các bạn biết rồi. Tôi chọn cái vòng này cho nó hoành tráng này. Rồi đánh vào đây, thế còn lại cho tớ vào đây mới thì là đánh vào đây, coi như đánh vào đây thì coi như có phải là chết không, trời dư nữa đó. Thế bây giờ mà mới mà Nga hù tới mà hôm trước là mới thì thầm thì thụt với lại Zelensky bảo là cho ta qua đây với, thì bảo đồng ý là cho ăn này, ở này, nhà cửa với là ăn thuốc men nếu mà đau ốm là tôi ấy. Chứ còn bây giờ mà bảo là coi như là mà đánh thì là coi như không được, tức là cho quân đội vào đây mà để đánh là không được, mình ăn ở thì được. Thì bây giờ nếu mà đánh vào cái ông Nga này thì đương nhiên là ở đây là thành bại chiến trường ngay. Đây thì nó vài ba quả đạn tên lửa là xong phim chứ có cái gì đâu mà ồn ào nói to quá. Rồi các nước NATO nhất, đặc biệt là ông Ba Lan này. Đấy, Ba Lan với giáp với Belarus đây thì chúng ta là cũng vẽ hoài rồi nhưng mà cũng phải sơ lại đấy, ông Belarus đây. Thì coi như là ông Ba Lan đây là ông cứ nói là nếu mà trong trường hợp ấy, mà phóng xạ của cái hạt nhân lắp đặt ở Belarus mà nó bay qua các nước NATO nói đấy, mà bay qua các nước NATO cái không khí đó là coi như là Belarus là bị bỏ ngay, tức là trả đũa ngay. Ghê gớm, Belarus nó đang chỉ cái tên lửa qua đây rồi mà bây giờ mà bảo là mới có bay qua cái là câu bom thì cần gì phải là bay qua, thích là chơi thôi. Chứ còn bây giờ nói thật là tôi nói thật, ai đang muốn chờ mày tát ra trước một cái là bắt đầu ta đập về luôn đấy, chứ còn bây giờ là không thích đập. Nga bây giờ vẫn nói những cái cảnh báo này, làm ranh đỏ 1, ranh đỏ 2, làm ranh 3, cứ thế cứ nói hoài đấy. Rồi tôi không chấp nhận được cái này, tôi không chấp nhận được cái kia, tức là gì, tức là cứ phải nói cho thế giới nghe, tức là đang lùi bước, đang chấp nhận, đang chịu đựng. Nhưng mà đến khi ông làm cái bom một cái thì lúc đấy là phải biết là tôi đã lùi bước rồi, tôi đã nhường nhịn rồi, tôi đã nói nhiều rồi đấy. Đấy, tôi đã cố coi như tôi mềm mỏng rồi mà không được thì lúc đấy là đập cái rầm một phát là coi như sóng thiên, chứ có cái quái gì đâu mà cứ nói hoài. Đấy, cho nên là chúng ta thấy là mấy cái chỗ này là cứ hù dọa nhau suốt. Rồi thì bây giờ chúng ta cũng biết là cái ông Pháp này là coi như là đây, ông là khối NATO, tức là Bắc Đại Tây Dương. Đây là Đại Tây Dương, đây là phía Bắc của Đại Tây Dương. Thì ông khối đó bây giờ ông bảo ông xin vào BRICS, là xin vào 5 nước của ông Nga, ông Trung Quốc, ông mấy ông kia đấy. Thì ông này ông cũng chắc có cái đầu, hay là ông thông minh quá, Macron thông minh quá. Đấy. Rồi bây giờ cái ông Ấn Độ đây thì là coi như là cũng thế. Bây giờ thì cái thằng ông Nhật là đòi vào NATO, mà ông là bên Thái Bình Dương, mà ông đòi vào khối Bắc Đại Tây Dương, tức là bên Thái Bình Dương mà đòi đi qua bên Đại Tây Dương làm thành viên. Nga nó bợp cho cái là bây giờ đâu có nói thôi đâu, đấy là ý nghĩ thoáng qua chứ không phải là ý nguyện của dân chúng nó biểu tình luôn đấy các bạn. Rồi cái ông Ấn Độ này là coi như ông này là coi như cả một cái đại dương nó mang tên ông, tức là Ấn Độ Dương nhá. Đấy, cả một cái đại dương này nó mang tên ông, mà bây giờ lại bảo là ông này lại đang có khả năng vào NATO. Tức là ông bỏ Ấn Độ Dương đây cả cái Ấn Độ Dương này to đúng như thế này, ông Ấn Độ này bây giờ ông lại đòi đi qua với lại mấy thằng Pháp bên kia, còn thằng Pháp thì đi qua cái đầu này. Ông Ấn Độ là BRICS, cho nên chúng ta nói là cái địa chính trị là coi như nó vô cùng quan trọng. Đấy, nó rất là quan trọng, đấy là địa lý và chính trị. Bây giờ nó thành địa chính trị, nó thành ra chuyện, nó là như vậy đấy. Thế còn hôm vừa rồi cái diễn đàn kinh tế thế giới là của ông Nga tại Saint Petersburg đây các bạn. Đấy, trong khi ngoài biển Baltic đây là cứ tập trận rầm vẫn đang bay ầm 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 đấy. Nga bây giờ ông Putin ông vào cái hội nghị đấy, là cái tòa nhà trong này ông ngồi phát biểu cái tòa thế giới 1.700 đại biểu của đại diện 170 nước, trong đó to đầu nhất là Tập Cận Bình là khách, to đầu thứ hai là ông Tokayev là cái tổng thống Kazakhstan to đổ bố ở Trung Á, các bạn biết rồi, nó là Liên Xô cũ và bây giờ nó cũng không thể thoát khỏi của Nga,
bởi vì vừa rồi cũng là cũng nói định làm đảo chính mà coi như Nga nó cứu được cái vua KF đó, cho nên không có lý do gì không ngả sang phương Tây, cho dù là nó cũng đang cho dân là mỗi người 100 đô, 150 đô mà đi biểu tình để mà lật đổ chính phủ đấy, mà dễ gì. Thì trong cái hội nghị này thì ông Putin cũng đã phát biểu một cái bài có thể nói là rất hay các bạn nhé. Thì tôi sẽ có một cái video riêng trích đoạn về cái phát biểu của ông trong khoảng 10 phút. Có lẽ tối nay tôi cũng sẽ phát, tức là đưa cái bài phát biểu này để chúng ta thấy cái tầm cỡ của người ta nó là cái này. Nó đây là nó không phải là con là tổng thống thế giới, chứ không phải là tổng thống Nga đâu các bạn nhé. Cỡ Tập Cận Bình ngồi đấy là xin lỗi là ngãnh ngãn không hiểu luôn đó. Đấy, tôi nói là không hiểu luôn là nói cái gì. Ông thì suốt ngày ông kinh tế, bây giờ ông sẵn sàng là ông chịu lép vế Mỹ miết rồi phương Tây rồi coi như để mà ông là coi như cái Đài Loan là bây giờ nó ly khai, nó đòi độc lập, bây giờ ông cứ lo phát triển kinh tế, ông sợ là nó cắt cái thị trường châu Âu EU, nó cắt cái thị trường Mỹ là những cái gọi là thị trường béo bở cao cấp, thì ông bán là coi như bây giờ ông là cũng chấp nhận được ông Mỹ này, thì còn chấp nhận hay không hay là như thế nào đây thì coi như là cũng đang chửi nhau. Đấy, vừa rồi cái ông Blinken ông đi về đây cái là ông về báo cáo với ông Biden. Thì Biden thì với Trung Quốc này tôi nói thật, từ xưa đi đêm rồi các bạn nhớ không, hồi đi đêm rồi đấy, cho nên là làm mớ tiền. Tôi nhớ là hồi đấy cỡ 20 triệu đô đấy, rồi cho cái thằng Hunter là cái thằng con của ông là 10 triệu đô, không thế là mánh mung gì ở cái chỗ Ukraine này là ông Trung Quốc biết cả. Cho nên Trung Quốc bây giờ cũng không muốn là coi như là cũng muốn làm đứng giữa là như thế. Đấy, là không giúp ông Nga là như thế, là coi như là nó cũng có cái phần gì ở Ukraine này chứ phải không. Đấy là chưa nói hôm trước là tôi nói là các bạn biết là hồi xưa mà coi như con đường tơ lụa là đi qua Trung Á này đấy, đi qua đây rồi bắt đầu cũng đi tới Ukraine này, rồi bắt đầu tới Bulgari này, tới Ý ví dụ thế, tới Hy Lạp, đấy là con đường tơ lụa đấy hồi xưa. Đấy, còn nếu mà ông đi đường biển thì ông phải đi vòng xuống Malacca này, ông bắt đầu ông đi vào cái chỗ kênh Suez. Đây là biển Hồng Hải, cái Suez đây, biển Trung Hải đó. Thì đấy là con đường tơ lụa xưa. Thì bây giờ là muốn làm lại con đường tơ lụa đấy thì bây giờ ông phải im. Mỹ nói ông phải im, châu Âu nói ông phải im. Còn nếu mà ông không im thì ông phải qua với Nga. Thế nhưng mà bây giờ ông này cũng giống như Mỹ, là bây giờ cứ là ông Nga đánh nhau thì hai đứa chúng mày phàn nhau kiểu gì chúng mày cũng hiểu. Bây giờ ông có 1.000 quả tên lửa thì bây giờ ông đánh mất 800 quả thì còn 200 là yếu rồi chứ gì. Mỹ nó đâu có mất quả nào đâu. Nó tất nhiên là nó ba cái HIMARS thì mới là dùng kho thiết mà mang ra bán thôi, chứ còn rõ ràng cái năng lực về quốc phòng của Nga là giảm sút là có rồi, chứ làm sao mà ông giống còn nguyên là giống như khi mà ông chưa có cái xung đột này. Nhân cái chỗ này tôi cũng nói luôn tại sao gọi là xung đột các bạn nhé. Ông Putin gọi là xung đột ở đây tức là mày chọc qua ta chọc qua mày, cái mày tát ra cái ta đập mày, cái người ta đập mày cái hơi nặng thôi. Đấy, chứ không phải là hai nhà qua đốt nhà nhau kiểu như là chiến tranh lớn. Bởi vì nếu mà có chiến tranh ấy, thì nó sẽ có luật chiến tranh các bạn. Đấy, lúc đấy mới là tội phạm chiến tranh, chứ còn xung đột này nó không phải tội phạm chiến tranh. Đấy, rồi nghĩa là chiến tranh mà ăn nào thua là cũng phải bồi thường. Đấy, nó phải có cái luật đấy chứ, xung đột thì thua thắng làm gì có bồi thường. Nó là như vậy đấy, cho nên là và cái thứ hai nữa, nếu mà chiến tranh thì nó sẽ còn lan rộng, chứ còn xung đột đây thì nó là khác. Thì tất cả các cái thuật ngữ từ ngữ đấy người ta đều có tính toán cả. Còn tất nhiên là cái này nếu mà có dịp tôi sẽ nói sâu vào cái chỗ tại sao nó gọi là cái xung đột hoặc là một cái chiến dịch thôi, chứ không phải là chiến tranh. Đấy, nó khác nhau hoàn toàn đấy, chứ về bản chất của cái sự việc, chứ không phải là mình nói là tự nhiên nói là xung đột, tự nhiên là chiến dịch quân sự đặc biệt rồi đấy. Ghê gớm lắm, cái này là cái đầu của các ông rồi. Nó phải, chiến tranh là nó có luật của nó cả nha các bạn nhá. Thậm chí là anh phải tuyên bố chiến tranh thôi, rồi anh tuyên bố kết thúc chiến tranh rồi. Rồi đầu hàng hoặc là thất bại thua biết thì bắt đầu nó sẽ có cái luật này là bắt đầu là tội phạm là ai, rồi bắt đầu là coi như là bồi thường vân vân. Mỹ là chiến tranh Việt Nam rõ ràng đấy, cho nên bây giờ ông bảo là hai thằng miền Nam miền Bắc chúng mày nội chiến nổi ra sáo thịt thì tao có liên quan gì đâu mà tao bồi thường. Mỹ có bồi thường đâu, mà các bạn biết là đến bây giờ vẫn còn biết tên chiến tranh, vẫn còn nửa thế kỷ rồi các bạn nhá. Nghe ngớm lắm, ông chiến tranh thì ông không bồi thường, mà ông cái người ta xung đột ở đây thì ông nói phải bồi thường. Đây chúng ta vào cái bản đồ này, là cái chỗ mà cái cầu đây, cái cầu mà hồi sáng chúng ta nghiên cứu rồi đây, đây cầu Trông Ga các bạn nhé, nó là bên Kherson chứ không phải là cầu Krum nói. Nhưng mà khi mà chúng ta soi ra đây á, là các bạn thấy bên cạnh nó có cái cầu này, thấy chưa, có cái cầu ở đây thì
Nếu mà trong trường hợp bây giờ chúng ta đo này, nó là bao nhiêu cây số này, ví dụ như bao nhiêu mét này, từ đây qua đây là chúng ta thấy là 76 mét, cầu có 76 mét thì coi như đi phá hoặc cầu phao qua cũng được. Còn cái cầu cái này nó hai cầu luôn, mà ông đi cầu này tôi đi cầu kia, ông giỏi ông phá luôn cả hai cầu đấy. Mà cái xa đâu đấy ông thua gì đâu, nên chúng ta cũng ở đây 72 76, còn cũng như nhau rồi. Thế thì bây giờ giả sử nó đánh một lúc được hai cái cầu này thì người ta đi cái chỗ này thì nó đo chỗ này là mấy này. Nếu làm cầu phao, làm cầu phao đây cho gần này, đây có 40 mét này các bạn này. Đấy, có 25 dặm 25 mai này thì là coi 40 mét à. Đấy, qua đây thì quá đơn giản, 40 mét thì coi như là làm cầu phao quăng qua đi bình thường. Như có một số bạn comment với tôi là làm cái đường hầm qua, đường hầm đây cũng được. Đường hầm thì được cái là đi qua thoải mái hơn, nhưng mà nếu khi nó biết tọa độ và nó ném xuống thì cũng thua. Đấy, thì cũng chả cần đâu, cái này là mang quả vào. Với lại cái chỗ mà Nga nó cũng giáp giới, nó liền núi liền sông ấy, thì cũng chả cần phải như thế này. Làm cầu cờ râm là nó mang tính biểu tượng thôi, chứ còn cũng không quan trọng lắm đâu. Nó không quan trọng về vấn đề mà vận chuyển vận tải. Nó tất nhiên là nó cũng là rất quan trọng nếu mà bị đánh sập, nhưng mà không có nghĩa là mất tất cả, có nghĩa là thua. Đây các bạn, qua cái bản đồ này thì chúng ta nhìn thấy rất rõ, rất đẹp thấy không? Đấy, nó có hai cái cầu rõ ràng luôn này. Thì hôm qua đánh vào cái chỗ này đây. Đấy, hôm qua đánh chỗ này. Đấy, thì có thể nói là không có vấn đề gì. Còn cái chỗ mà ta đo gần nhất đây thì nó cái chỗ này nó có 40 mét này. 40 mét thì làm cầu phao qua đây thôi, nhưng bơi qua cũng được cái gì đâu, nó sẽ tăng, nó bơi qua được hết. Nếu mà nước cạn, thậm chí là nó bè bờ đắp đập cái gì đâu bình thường. Đến cái chỗ này chúng ta thấy nó cũng không có gì lớn, nhưng mà rõ ràng đây là nó cản trở cho các cái tiếp viện cũng như là hậu cần, rồi những súng đạn các loại của các lực lượng ở bên Nga đang kiểm soát ở tại Kherson, cũng như là bên Melitopol qua bên Zaporizhia. Chứ còn bên Donetsk với bên Luhansk thì nó bên đấy nó trở qua nó dễ rồi. Còn cái chỗ này thì nó là vướng cái Azov, một cái biển Azov với cái biển Đen, thì nó phải đi qua chỗ này thôi. Đây thì chúng có cái bạn đi bộ nói là coi như là hiện nay là coi như là đang tuyển gà đi bộ đấy, cho nên là tôi thấy cái câu đấy nó cũng hay, cho nên là sáng là tôi có làm cái tiêu đề là gà đi bộ đấy, là tuyển gà đi bộ để thay cho vào đánh trong này. Bởi vì bây giờ là các nước phương Tây nó không khi nào đánh lớn chiến dịch ABC mà phản công mạnh cơ, thì phải là dùng các loại xe tăng bọc thép, hung vi là đủ thứ. Bây giờ ông Thủy Điện mới cho một cái xe chiến đấu của binh nữa, đừng có mang ra đây, thì phải sản xuất cho nhanh cơ, chứ còn sản xuất chậm thì cũng chả kịp đâu. Cái bọn này nó không những nó đốt xe, rồi Nga nó đánh xe, rồi nó còn đi giao nộp xe, nó cho xe. Thế thì bọn này đúng là thật là muốn đi bộ thật rồi. Thì chúng ta biết đi bộ thì nó sẽ dễ sống hơn, là chúng ta đã phân tích đi phân tích lại rồi. Thế thì bây giờ có cái bạn comment bảo là thế thì bây giờ qua Việt Nam hỏi được cái gà đồi yên thế là bây giờ là nó nếu bắt cái loại bọn gà đồi này kiểu gì, tức là bắt cái bọn bộ binh này kiểu gì, thì cứ về Việt Nam mà học, về yên thế mà học nhá. Đấy, thì đơn giản là cái đường to thì phải không đi, là cứ đi về cái đường nhỏ, mà đường nhỏ thì mình, mà nếu mà đi đường to thì gặp cái bọn K52 với lại bom với lại cái tên lửa chính xác, cái là đó là không biết đi kiểu gì, không biết đánh kiểu gì luôn. Cho nên là chúng ta có thể nói là cũng khó thật, khó cho Ukraine thật. Thôi thì cái video buổi chiều thì nó cũng thế thôi. Tôi cũng nói về cái kênh thứ hai đấy, thì nó đã qua cái bài 22, thì có thể nói là hiện nay là cái số bên đấy cũng đang tăng lên. Thì các bạn nào mà chưa vào đăng ký thì vào nhìn cái link trong đấy, là chúng ta đăng ký ở link ở trong cái phần mô tả đấy. Thì tôi định là trước đây là tôi 6 giờ sáng là có một video và 16 giờ chiều là một video, nhưng mà tôi thấy cái giờ này có vẻ cũng không hợp lý, cho nên là tôi sẽ đổi lại là 5:30 sáng, tức là nhiều người không ngủ được đấy, là 5:30 sáng là mở ra là có cái video là như lót dạ rồi. Còn buổi tối thì bây giờ 16 giờ mà xem thì nó cũng sớm quá, thì 20 giờ tối coi ăn tối xong cái nó bật lên xem cái nữa, là hai cái là của cái kênh đó. Thì còn cái kênh này thì một cái là thông thường là 11:30-12 giờ, thì mới làm xong các bạn. Nếu mà tôi phát trực tiếp là tôi phát sớm lắm, là coi như là các cái kênh khác là không có lấy được thông tin của tôi đâu. Chứ bây giờ là tôi phải bỏ ra 3-4 tiếng đồng hồ để tôi ngồi tôi cậy tôi cục tôi sửa tôi nọ kia, thì người ta phát trực tiếp là người ta mở cái của tôi ra, người ta lấy qua là người ta nói luôn đấy. Thậm chí là in ra tôi thấy các cái hình của nó giống y trong của tôi, mà họ đem ra họ là view to ra cái nó là mờ, rất là mờ. Còn tôi thì tôi làm nhỏ để cho nó rõ cho các quý vị thôi.
đấy, cho nên là mệt lắm, cho nên sau này chắc cũng phải like lên team để hỏi ai lấy cái tư liệu thôi. Thì cuối cùng tôi xin cảm ơn các bạn Hồng Thái Lê và hai bạn nữa ấy, là coi như đã có hỗ trợ ủng hộ cho kênh, và hai người này là coi như được phép xin giấu tên, thì cho nên là tôi cũng không nêu tên ở đây, nhưng mà rất là có nhiều người mà thầm lặng như vậy là tôi rất là cảm động. Một lần nữa là xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần, đặc biệt là các bạn cứ like và bình luận nhiều, thế là tôi cũng vui rồi. Xin chân thành cảm ơn. Bye bye.